Hai tuần họp bàn chưa đủ để giải quyết ngay vấn đề lớn của hành tinh. COP26 đã kết thúc với một số cam kết giảm phát thải và thỏa thuận tài chính. Việc đi đến được một sự đồng thuận hoàn toàn của tất cả quốc gia tham dự được đánh giá là quá tham vọng trong bối cảnh này. Tuy nhiên, có một sự thật tất yếu là trái đất đang nóng lên. GDP của 65 quốc gia trên thế giới đã bị ảnh hưởng. Việt Nam vừa là nước phát thải cao thứ hai ở Đông Nam Á, vừa là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất bởi biến đổi khí hậu, vẫn đang phải chủ động hành động. Xin kính chào quý vị. Được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt trì hoãn một năm do đại dịch COVID-19, song song với cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra ở nhiều nơi trên toàn cầu, COP26 vừa mới kết thúc trong sự cầu thị của các bên tham gia và nỗ lực cố gắng của Vương quốc Anh, quốc gia chủ nhà năm nay. Việc đạt được thỏa thuận thống nhất hoàn toàn từ tất cả các bên tham gia khi mà mỗi bên đều đưa ra các nhu cầu và ưu tiên của quốc gia của riêng mình không bao giờ là điều dễ dàng. Tuy nhiên, COP26 cũng đã đưa ra được một loạt các thông báo, thỏa thuận, hiệp ước và thỏa thuận đa phương. Hơn 100 nhà lãnh đạo toàn cầu đã cam kết ngăn chặn và đẩy lùi nạn phá rừng cũng như tình trạng suy thoái đất vào cuối thập kỷ này thông qua đóng góp 19 tỷ đô la Mỹ vào quỹ công tư, đầu tư và bảo vệ và phục hồi rừng. Ngoài ra, hơn 30 tổ chức tài chính sở hữu hơn 8,7 nghìn tỷ đô la Mỹ tài sản toàn cầu đã cam kết từ bỏ đầu tư và các hoạt động liên quan đến phá rừng. Ngày 2 tháng 11 đánh dấu lần đầu tiên một kỳ COP tổ chức sự kiện lớn về khí metan với sự tham gia của 105 quốc gia ký kết cam kết giảm phát thải khí metan toàn cầu. Cam kết lịch sử do Mỹ, Liên minh châu Âu cùng nước chủ nhà Anh dẫn dắt này đặt ra mục tiêu cắt giảm 30% lượng phát thải khí metan gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2030 so với mức năm 2020. COP26 theo đuổi mục tiêu giữ mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu ở mức 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp nhằm ngăn ngừa những ảnh hưởng nghiêm trọng do biến đổi khí hậu gây ra. Tại COP26, Ấn Độ cam kết đưa phát thải ròng về không vào năm 2070. Anh, Mỹ và Liên minh châu Âu cam kết đặt mục tiêu này vào năm 2050. Trong nhiều năm, tài chính đã trở thành điểm tắc nghẽn chính tại các cuộc đàm phán của Liên Hợp Quốc. Các nước giàu đã không thực hiện được mục tiêu đặt ra từ năm 2009 về việc hỗ trợ 100 tỷ đô la Mỹ một năm trong vòng 5 năm và hoàn thành vào năm 2020 để giúp các nước đang phát triển chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo và chuẩn bị ứng phó tác động của biến đổi khí hậu. Chủ tịch COP26 Alok Sharma ước tính mục tiêu này có thể được hoàn thành vào năm 2023. Tuy nhiên, ngày 2 tháng 11, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về biến đổi khí hậu John Kerry cho rằng năm 2022, thế giới có thể đạt được mục tiêu nêu trên. Ngày 3 tháng 11, các ngân hàng, công ty bảo hiểm và nhà đầu tư có tổng giá trị vốn lên tới 130.000 tỷ đô la Mỹ cam kết đưa ứng phó biến đổi khí hậu làm trọng tâm công việc và giành được sự ủng hộ dưới sự hình thức đặt đầu tư xanh lên nền tảng vững chắc hơn. Ngày 4 tháng 11, Mỹ, Canada và 18 quốc gia khác cam kết sẽ chấm dứt tài trợ cho tất cả các dự án nhiên liệu hóa thạch ở nước ngoài vào cuối năm 2022, chuyển hướng đầu tư vào năng lượng sạch. Trong số các quốc gia ký cam kết này còn có Đan Mạch, Italia, Phần Lan, Costa Rica, Ethiopia, Gambia, New Zealand và quần đảo Marshall, cùng với 5 tổ chức phát triển bao gồm Ngân hàng Đầu tư Châu Âu và Ngân hàng Phát triển Đông Phi. Nhiều thỏa thuận cam kết được đưa ra nhưng số lượng các quốc gia tham gia và các cam kết thì lại không cao. Tại cam kết này, một số quốc gia có vai trò lớn thì lại không thể xuất hiện. Lấy ví dụ như là vấn đề sử dụng than. Các nước sử dụng than lớn như là Indonesia, Ba Lan, Việt Nam và các quốc gia khác thì đã cam kết loại bỏ dần việc sử dụng điện than và ngừng xây dựng các nhà máy tiêu thụ loại nhiên liệu này. Tuy nhiên, cam kết này lại không có sự tham gia của các quốc gia phụ thuộc vào than nhiều nhất, bao gồm có Úc, Trung Quốc và Ấn Độ. Dù vậy thì Việt Nam với vị trí là quốc gia phát thải cao thứ hai tại khu vực Đông Nam Á, chúng ta tham dự COP lần này với tinh thần trách nhiệm cao và đã mạnh mẽ đưa ra cam kết của mình. Bài phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam tham dự COP26 đã được cộng đồng quốc tế hoan nghênh và ủng hộ. Mặc dù là nước đang phát triển, mới chỉ bắt đầu tiến trình công nghiệp hóa trong hơn 3 thập kỷ vừa qua, Việt Nam
là một nước có lợi thế về năng lượng tái tạo, sẽ xây dựng và triển khai các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính mạnh mẽ bằng nguồn lực của chính mình cùng với sự hợp tác và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, nhất là các nước đang phát triển, kể cả tài chính và chuyển giao công nghệ, trong đó thực hiện các cơ chế theo thỏa thuận Paris để đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Cùng với hội nghị cấp cao khí hậu, Thủ tướng cũng đã tham dự nhiều hội nghị quan trọng khác. Đó là sự kiện công bố tuyên bố của các nhà lãnh đạo về rừng và sử dụng đất theo lời mời của Thủ tướng Anh. Đặc biệt, tại sự kiện công bố cam kết giảm phát thải mê tan toàn cầu do Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Ủy ban châu Âu đồng chủ trì. Thủ tướng là một trong hai nhà lãnh đạo châu Á được mời phát biểu và dự trên bàn chủ tọa cùng với Tổng thống Hàn Quốc. Trước sự chứng kiến của 120 nhà lãnh đạo các nước, Thủ tướng gửi đi thông điệp: Việt Nam là một nước đã trải qua nhiều năm chiến tranh và chúng tôi hiện nay là một nước đang phát triển. Nhưng mà chúng tôi cam kết rất mạnh mẽ về giảm thải cái khí thải mê tan này 30% vào năm 2030. Bài phát biểu và thông điệp của Thủ tướng tại những hội nghị quan trọng ở COP26 đã nhận được sự đồng thuận, đánh giá cao của nhiều nhà lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế và tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới. Tại các cuộc tiếp xúc song phương, gặp gỡ và trao đổi thân mật, chân tình với Thủ tướng, lãnh đạo nhiều quốc gia như Anh, Mỹ, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada, Australia, Ấn Độ, Hàn Quốc, Thái Lan và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC đã ghi nhận những nỗ lực, cam kết chính trị mạnh mẽ của Việt Nam, đồng thời coi Việt Nam là hình mẫu về một nước đang phát triển, thế nhưng đã có những đóng góp đi đầu về ứng phó với biến đổi khí hậu, với những chủ trương quyết tâm, nỗ lực lớn. Vào những ngày cuối của hội nghị, một báo cáo về khả năng giảm mạnh GDP tại 65 quốc gia dễ bị tổn thương nhất do biến đổi khí hậu đã được công bố. Theo đó, thì đến năm 2050, các quốc gia này sẽ giảm trung bình 20% và giảm đến 64% vào năm 2100 nếu như mà mức tăng nhiệt độ của trái đất lên đến 2,9 độ C. Theo báo cáo này, ngay cả khi mức nhiệt độ ở trên trái đất được hạn chế ở mức tăng là 1,5 độ C, theo như là mục tiêu tham vọng nhất đề ra trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, thì tăng trưởng GDP của các nước này vẫn giảm khoảng 12% vào năm 2050 và giảm 33% vào cuối thế kỷ này. Mà đến nay thì nhiệt độ bề mặt của trái đất đã tăng 1,1 độ C so với mức vào cuối thế kỷ 19. Trong bối cảnh này, một vấn đề bức thiết được đặt ra tại COP26 là việc kêu gọi tài chính cho các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu. Vấn đề huy động tài trợ này được khởi động với lời hứa của Scotland trị giá 1 triệu bảng Anh, tức là khoảng 1,3 triệu đô la Mỹ. Con số này dù được đánh giá chỉ mang tính biểu tượng, nhưng nó đã giúp phá băng cho các vấn đề huy động tài chính tại COP26. Dù các quốc gia phát triển hứa sẽ đồng hành và tài trợ khoảng 100 tỷ đô la Mỹ mỗi năm cho các nước dễ bị tổn thương thực hiện các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, nếu xét trong quá khứ thì con số này chưa bao giờ đạt được. Trong khi đó, nếu không hành động thì thiệt hại về tài chính và con người do biến đổi khí hậu gây ra là quá rõ ràng. Việt Nam trong bối cảnh này đã chủ động với nguồn lực của mình. Chiến lược tăng trưởng xanh vừa được phê duyệt bên thềm COP26 là một ví dụ. Nhu cầu sử dụng năng lượng của Việt Nam vẫn đang tăng nhanh, tỷ lệ thuận với tốc độ tăng trưởng dân số và kinh tế. Điện chiếu sáng gây ra lượng phát thải khí nhà kính đáng kể, nhưng chiếm tới 25% tổng lượng điện sử dụng ở Việt Nam. Dự báo về thiếu hụt năng lượng đã không còn là vấn đề của tương lai, khi nguồn nhiên liệu hóa thạch ngày càng có hạn. Với mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt từ 7 đến 8% một năm, thì việc đáp ứng nhu cầu về năng lượng là cực kỳ cấp thiết. Việt Nam là quốc gia đang phát triển thì Việt Nam sẽ phải đối mặt với rất nhiều thách thức liên quan đến vấn đề năng lượng. Việc quan trọng hiện nay là đảm bảo cân bằng giữa cung và cầu năng lượng để hạn chế mức độ gia tăng khí thải. Trong bối cảnh hiện tại, khi nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam cùng cam kết vào những thỏa thuận quốc tế nhằm giảm phát thải, việc đưa ra chiến lược tăng trưởng xanh có ý nghĩa quan trọng để đến năm 2030, cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP giảm ít nhất 15% so với năm 2014, đến năm 2050 giảm ít nhất 30% so với năm 2014. Với tham vọng đi tắt đón đầu, bắt kịp và sẽ tiến cùng quốc tế trong việc giảm dần và từ bỏ nhiên liệu hóa thạch,
đảm bảo một nền kinh tế xanh bền vững. Chiến lược quốc gia tăng trưởng xanh đặt ra 4 mục tiêu quan trọng là giảm phát thải khí nhà kính, xanh hóa các ngành kinh tế, xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững và xanh hóa quá trình chuyển đổi. Nhiều mô hình kinh tế xanh và carbon thấp đang được triển khai. Một ví dụ về thông qua chiếu sáng hiệu quả và áp dụng công nghệ LED. 10 dự án thí điểm cho thấy lượng phát thải khí nhà kính giảm trực tiếp là 1.264 tấn CO2, tiết kiệm năng lượng đạt 1.460 MW. Ở Việt Nam, chiếu sáng đèn LED có thể giảm mức tiêu thụ điện năng và giảm phát thải khí nhà kính từ 50 đến 80%. Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc mong muốn hỗ trợ chuyển đổi thị trường chiếu sáng, từ đó giảm tổng điện năng tiêu thụ. Trong yêu cầu giảm phát thải bằng không, mô hình kinh tế tuần hoàn được coi là yếu tố trụ cột, quan trọng. Đây là xu hướng toàn cầu để tiến tới tăng trưởng xanh. Thiết kế là trọng tâm. Thiết kế chuỗi giá trị từ khai thác, chế biến, tiêu dùng, xả thải, tái sử dụng, xử lý chất thải, v.v. đóng vai trò quyết định 90% việc lưu giữ nguyên liệu lâu nhất và giảm khai thác nguyên liệu thô. Các doanh nghiệp sẽ có vai trò quan trọng quyết định quá trình thực hiện giảm phát thải. Mặc dù việc ứng dụng công nghệ và vấn đề tài chính hiện cũng là thách thức. Bộ Tài nguyên Môi trường cũng đã đề xuất với Chính phủ trong cái việc là ban hành nghị định thực hiện luật bảo vệ môi trường thì có những cái quy định cụ thể liên quan tới việc là xây dựng cái bộ tiêu chí xanh Green Taxonomy để đánh giá những cái doanh nghiệp nào mà đạt được tiêu chuẩn xanh thì sẽ nhận được cái sự hỗ trợ thông qua tín dụng xanh, trái phiếu xanh, mua sắm xanh và thực hiện các cái ưu đãi về lãi suất cũng như là thuế phí để cho doanh nghiệp có thể phát triển. Và trong cái bộ tiêu chí xanh này thì chúng tôi cũng dự kiến là cái kinh tế tuần hoàn là một trong những cái trụ cột quan trọng để chúng ta có thể đánh giá được doanh nghiệp sẽ đạt được các cái tiêu chí này như thế nào. Nhiều quốc gia đã tuyên bố sẽ không hỗ trợ cho các nước sử dụng nguyên liệu hóa thạch trong thời gian tới. Việc chính phủ Việt Nam cam kết phát thải ròng bằng không giúp Việt Nam có thể thu hút sự chú ý của thế giới và hỗ trợ cộng đồng quốc tế vốn đầu tư trong phát triển xanh, kinh tế xanh. Cùng với sự chuẩn bị và nội lực hiện có, Việt Nam hướng đến cam kết một quốc gia không rác thải, không phát thải vào năm 2050. Các chuyên gia